Hello, xin chào tất cả anh em đang xem video của mình. Nay mình tiếp tục mình sẽ làm một sự kiện nạp 32 quân huy, điểm danh 3 ngày, nhận skin hữu hạn, chọn một trong 16 skin. Giờ để không các bạn đợi lâu, mình sẽ bấm vào nạp ngay mới được. Xong mình bấm vào phần sự kiện shop ưu đãi, nạp quân huy nhận ưu đãi. Mình đã nạp 32 quân huy rồi các bạn, giờ mình sẽ nhận 3 quy hiệu. Nhận 3 quy hiệu rồi mình sẽ đăng nhập một ngày, tức là hôm nay ngày 7 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 các bạn sẽ nhận quy hiệu. Các bạn nạp quân huy các bạn nhớ đăng nhập hàng ngày các bạn nhận nha, mới có để đậu được skin. Các bạn không đăng nhập để đổi là không có skin nhé. Ok, xong rồi để mình sẽ vào túi đồ, mình sẽ cho các bạn xem cái skin đó cho các bạn coi. Ồ mà quên cái rừng skin đó mình đã mở rồi. Sorry sorry các bạn nhé. Giờ mình sẽ nói lại cái phần sự kiện nạp 32 quân huy nè. Các bạn vào shop ưu đãi, các bạn bấm vào cái phần cái mục nạp 32 quân huy nè, nhận skin. Đây là mình đăng nhập một ngày để cho mình đổ được 50 ruby. Mình sẽ không đổi nhé, mình để ngày mai, mình để tới bữa cuối mình đổi. Nói mình để cái phần chọn một skin thôi, cái này là mình để đó. Đó, các bạn nhớ bấm vào phần nhận skin hữu hạn, xong rồi các bạn bấm đăng nhập nhận nè, rồi các bạn bấm hoàn tất. Nhớ nghe các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, để mình làm ra những sự kiện mới nhất và hấp dẫn nhất cho các bạn xem nhé. Và mình chia sẻ với nhau để nhận những skin, những cái miễn phí của Garena cho mình. Mà cái này không có miễn phí nha, cái này là thu phí. Cái này chỉ có 20k thôi. Các bạn nạp 20k thẻ Garena hoặc thẻ Viettel, Vina, Mobi qua các nhà bạn của các bạn. Thôi video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và một bình luận dưới phần video nha các bạn. Chúc các bạn nhận được skin ưa thích của mình. Bye bye các bạn.